Sụt sôi Trung Đông ngay lúc này, giới chức Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa trong chiến dịch ở miền nam giải Gaza. Các binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa trong chiến dịch ở miền nam giải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo ngày 17 tháng 10. Thêm rằng, đây là kết quả sau hàng chục đợt phối hợp với cơ quan an ninh Israel Shinbet suốt hơn một năm qua nhằm thu hẹp phạm vi hoạt động của Sinwa. IDF không nêu chi tiết về chiến dịch, nhưng tờ Times of Israel đưa tin các binh sĩ nước này đã đấu súng với ba thành viên Hamas tại một ngôi nhà ở giải Gaza ngày 16 tháng 10. Nhóm quân nhân Israel sau đó gọi không kích, khiến một phần công trình đổ sập. Khi kiểm tra hiện trường vào ngày hôm sau, các binh sĩ phát hiện một thi thể có vẻ ngoài rất giống xuyên Những quân nhân tham gia trận đánh không chủ đích nhằm vào xuyên và không biết thủ lĩnh Hamas có thể hiện diện ở khu vực tác chiến của mình. Bài viết của Times of Israel có đoạn. Danh tính Shinwa được xác định dựa vào xét nghiệm ADN và một số phương pháp khác. Binh sĩ Israel ban đầu phải cắt một phần ngón tay thi thể để đưa về xét nghiệm trước do khu vực bị cài nhiều loại bẫy. Thi thể được chuyển tới Israel để khám nghiệm vào tối ngày 17 tháng 10. Hamas chưa lên tiếng về thông tin. Nhóm vũ trang kiểm soát giải Gaza trước đó cảnh báo nguy cơ khiến căng thẳng Trung Đông gia tăng trong bối cảnh khu vực cận kề bờ vực xung đột quy mô lớn. Tuy nhiên, sự kiện cũng có thể giúp đẩy nhanh tiến trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt sự kiện Israel-Hamas. Netanyahu tuyên bố chiến tranh có thể kết thúc vào ngày mai nếu Hamas hạ vũ khí trả tự do cho con tin. Trong một tuyên bố bằng tiếng Anh được đưa ra vào tối thứ Năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm giữa Israel và Hamas. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận đã tiêu diệt thành công Yahya Sinwa, thủ lĩnh của Hamas tại giải Gaza. Netanyahu mô tả cái chết của Sinwa như sự khởi đầu cho hồi kết của cuộc chiến ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng sự kiện này đánh dấu một sự kết thúc của sự cai trị của Hamas tại khu vực này. Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh rằng cái chết của Sinwa mở ra khả năng chấm dứt trục ma quỷ do Iran lãnh đạo và tạo ra những lựa chọn mới để giải phóng 101 con tin còn lại trong bài phát biểu netanyahu đã gửi thông điệp trực tiếp đến người dân palestine ở giải gaza coi đây là cơ hội cuối cùng thoát khỏi sự chuyên quyền của hamas ông cũng kêu gọi các tay súng hamas hạ vũ khí và trả tự do cho các con tin hứa hẹn rằng những ai tuân thủ sẽ được phép rời đi và sống sót tuy nhiên ông cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng bất kỳ ai gây hại cho các con tin sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt từ israel Đối với các gia đình con tin, Netanyahu cam kết rằng việc giải cứu người thân của họ là cơ hội để đạt được tất cả các mục tiêu của chúng ta và đưa kết thúc cuộc chiến đến gần hơn. Ông nhấn mạnh đây là cam kết cao nhất của ông và của chính phủ Israel. Thủ tướng Israel cũng đề cập đến việc tiêu diệt các thủ lĩnh khác của Hamas và Hezbollah, bao gồm Hassan Nasrallah, Mohammed Deif và Ibrahim Aki. Ông gợi ý rằng Israel cũng có thể đã ám sát Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas, tại Tehran, mặc dù Israel chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ ám sát này. Netanyahu kêu gọi người dân trong khu vực, bao gồm cả Gaza và Beirut, nhận ra rằng bóng tối đang tăng biến sau cái chết của những thủ lĩnh này. Ông nhấn mạnh rằng đây là cơ hội lớn để ngăn chặn trục ma quỷ và tạo ra một tương lai khác biệt, một tương lai của hòa bình và thịnh vượng cho toàn khu vực. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cũng cảnh báo rằng cuộc chiến chống lại Hamas và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran vẫn chưa kết thúc và vẫn còn những ngày khó khăn phía trước. Mặc dù vậy, ông tin tưởng rằng cuối cùng Israel sẽ chiến thắng. Trong khi đó, phản ứng từ phe đối lập đã nhanh chóng xuất hiện. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố rằng tinh thần kháng cự sẽ được tăng cường sau cái chết của Sinwa. Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Lebanon cũng tuyên bố họ đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại Israel với việc sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác để nhắm vào quân đội Israel. Tình hình hiện tại cho thấy mặc dù cái chết của Sinwa là một bước tiến quan trọng đối với Israel, nhưng xung đột trong khu vực vẫn còn phức tạp và có khả năng tiếp tục leo thang trong tương lai gần. Trong các tuyên bố chính thức được đưa ra vào chiều thứ Năm, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã bày tỏ quan điểm về việc tiêu diệt thành công Yahya Sinwa, thủ lĩnh của tổ chức Hamas. Phản ứng này được đưa ra ngay sau khi các quan chức Israel xác nhận ADN của Sinwa khớp với thi thể mà lực lượng IDF tìm thấy vào đêm thứ Tư dưới đống đổ nát. Tổng thống Biden trong một tuyên bố được công bố bởi Shirley Greenspan, đặc phái viên về quan hệ do Thái của tòa Bạch Úc, cho biết Israel đã thông báo cho nhóm an ninh quốc gia của ông về nhiệm vụ tiêu diệt Sinwa vào sáng sớm thứ năm. Ông nhấn mạnh đây là một ngày tốt lành cho Israel, cho Hoa Kỳ và cho cả thế giới. Biden mô tả ngày này là một ngày của sự nhà nhõm, tương tự như những cảnh tượng đã chứng kiến trên khắp Hoa Kỳ sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt năm 2011. Ông nhấn mạnh vai trò của Sinwa với tư cách là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Hamas chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn người Israel, Palestine, Mỹ và công dân từ hơn 30 quốc gia. Biden cũng chỉ ra rằng Sinwa là bộ óc đứng sau các vụ thảm sát, hãm hiếp và bắt cóc vào ngày 7 tháng 10. Tổng thống Mỹ tiết lộ rằng ngay sau sự kiện ngày 7 tháng 10, ông đã chỉ đạo nhân viên hoạt động đặc biệt và các chuyên gia tình báo Mỹ làm việc sát cánh cùng các đồng nghiệp Israel để giúp xác định vị trí của Sinwa và các thủ lĩnh Hamas khác đang ẩn náu tại Gaza. Với sự hỗ trợ tình báo của Mỹ, IDF đã không ngừng truy đuổi các thủ lĩnh Hamas, để họ ra khỏi nơi ẩn náu và buộc họ phải chạy trốn. Biden nhấn mạnh rằng Israel có quyền loại bỏ ban lãnh đạo và cấu trúc quân sự của Hamas. Ông khẳng định Hamas không còn khả năng thực hiện một cuộc tấn công khác như ngày 7 tháng 10. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức Israel khác để chúc mừng họ và thảo luận về con đường đưa các con tin trở về nhà, cũng như chấm dứt cuộc chiến này một lần và mãi mãi. Phó Tổng thống Kamala Harris trong một cuộc vận động tranh cử tại Wisconsin cũng đồng tình với quan điểm của Biden, nói rằng toàn thế giới đang tốt đẹp hơn khi không có qua Bà nhấn mạnh rằng qua có máu của người Mỹ trên tay và hy vọng rằng các gia đình của nạn nhân Hamas cảm thấy được an ủi phần nào. Harris ca ngợi công việc của nhân viên hoạt động đặc biệt và tình báo Mỹ đã làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp Israel. Bà cũng cảnh báo mạnh mẽ đối với bất kỳ kẻ khủng bố nào giết hại người Mỹ, đe dọa người dân Mỹ hoặc đe dọa quân đội và lợi ích của Mỹ rằng họ sẽ luôn bị đưa ra trước công lý. Cả Biden và Harris đều nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để kết thúc cuộc chiến ở Gaza theo cách bảo đảm an ninh cho Israel, giải phóng các con tin, chấm dứt đau khổ ở Gaza và cho phép người dân Palestine thực hiện quyền được hưởng nhân phẩm, an ninh, tự do và tự quyết. Họ hy vọng rằng cái chết của Sinwa sẽ mở ra con đường cho một ngày sau ở Gaza mà không có Hamas nắm quyền và hướng tới một giải pháp chính trị mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho cả người Israel và Palestine. Sau khi có thông tin về cái chết của Yahya Sinwa, thủ lĩnh Hamas tại Gaza, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nhanh chóng bắt đầu các nỗ lực ngoại giao nhằm tái khởi động đàm phán ngừng bắn tại Gaza. Động thái này được xem là cơ hội mới để đạt được tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài. Theo thông tin từ Matthew Mueller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Blinken đã liên lạc với Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Fahad Al Saud ngay từ trên chuyên cơ Air Force One vào hôm thứ năm. Cuộc đối tại này diễn ra trong khi các quan chức Mỹ đang chờ đợi xác nhận chính thức từ Israel về cái chết của Shinwa Ông Mueller nhấn mạnh rằng trong những tuần gần đây, các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến đã bị đình trệ do Sinwa từ chối thương lượng. Không có con đường nào để kết thúc cuộc chiến này vì Sinwa đã từ chối thảo luận về việc thả các con tin hoặc đạt được lệnh ngừng bắn. Mueller nói. Giờ đây chúng tôi nhận thấy một cơ hội khi ông ta đã bị loại bỏ khỏi chiến trường và khỏi vị trí lãnh đạo Hamas chúng tôi muốn nắm bắt cơ hội đó. Tuy nhiên, Mueller cũng lưu ý rằng vẫn chưa rõ ai sẽ là người ra quyết định thay thế Sinwa trong Hamas. Mặc dù vậy, ông khẳng định điều chúng tôi biết là người từng là trở ngại chính cho việc tiến tới kết thúc cuộc chiến giờ đây may mắn đã không còn nữa. Hoa Kỳ đang thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột, bao gồm việc trả tự do cho các con tin, tái thiết Gaza và rút quân đội Israel IDF khỏi khu vực này. Muller cho biết mỹ sẽ tiến hành một cuộc đối thoại riêng tư với Israel về những bước đi cần thiết để đạt được lệnh ngừng bắn điều chúng tôi sẽ thảo luận với họ là cách họ chuyển những mục tiêu chiến lược đã đạt được thành một chiến thắng chiến lược lâu dài Muller nói từ góc độ của chúng tôi điều đó có nghĩa là một con đường tiến về phía trước ở Gaza không chỉ là một con đường quân sự để làm suy yếu Hamas và tiếp tục chiến đấu với các chiến binh Hamas lặp đi lặp lại mỹ muốn thấy một lộ trình đưa các con tin trở về nhà và tạo điều kiện cho ngày sau nơi có sự tái thiết và an ninh thực sự ở gaza cùng với một con đường chính trị phía trước cho người dân gaza tự quyết định mueller nhấn mạnh rằng mỹ muốn thấy idf rút hoàn toàn khỏi gaza sau khi cuộc chiến kết thúc tuy nhiên mueller cũng thừa nhận rằng israel vẫn phải đối mặt với một tình huống khác ở biên giới phía bắc với hezbollah lực lượng hezbollah vẫn ở gần và không chỉ duy trì khả năng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại israel mà còn đang tiếp tục thực hiện chúng Chúng tôi chưa bao giờ tin rằng hai cuộc xung đột này nên được liên kết với nhau, Mueller nói. Khi nhìn vào đó, bạn đang theo đuổi các giải pháp ngoại giao riêng biệt với nhà nước Liên bang và cố gắng tìm một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Kết luận, Mueller nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ tin rằng ổn định sẽ mang lại ổn định. Vì vậy, nếu bạn có thể chấm dứt xung đột ở Gaza, điều đó sẽ tăng cơ hội đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến qua làng ranh xanh. Đó vẫn là đánh giá của chúng tôi, ông nói. Cái chết của Yahya Shingwa, thủ lĩnh Hamas tại giải Gaza, đã mở ra một chương mới trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Mặc dù việc loại bỏ Shingwa có thể được xem là một bước tiến quan trọng đối với Israel trong việc giải quyết vấn đề an ninh và đem lại công lý cho người dân, nhưng nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về tương lai của cuộc xung đột và vai trò của Hamas. Dưới đây là 6 câu hỏi then chốt cần được xem xét. Ai sẽ kế nhiệm Shingwa? với việc hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Gaza đã bị loại bỏ, câu hỏi về người kế nhiệm sinh qua trở nên cấp thiết. Mohamed qua, em trai của Yahya, được xem là ứng cử viên tiềm năng nếu ông ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, Mohamed không có uy tín và sự ủng hộ mạnh mẽ như anh trai mình. Điều này đặt ra thách thức về khả năng duy trì sự ổn định và đoàn kết trong tổ chức của bất kỳ nhà lãnh đạo mới nào. Số phận của các con tin còn lại sẽ ra sao? Sinwa đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho Hamas tại Gaza trong các cuộc đàm phán. Với sự ra đi của ông, vẫn chưa rõ ai sẽ là đối tác đàm phán cho việc giải cứu các con tin còn lại. Điều này có thể gây trì hoãn hoặc phức tạp hóa quá trình đàm phán, ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của những người bị giam giữ. Liệu có kế hoạch dự phòng cho các con tin? Một câu hỏi quan trọng đặt ra là liệu Sinwa có để lại hướng dẫn cụ thể về cách xử lý các con tin trong trường hợp ông bị tiêu diệt hay không? đáng lo ngại hơn, liệu Hamas có thể tìm cách trả thù đối với các con tin như một phản ứng trước cái chết của thủ lĩnh của họ. Vai trò thực sự của Sinwa trong thời gian gần đây, cần làm rõ mức độ tham gia của Sinwa trong việc điều hành hàng ngày của Hamas trong những tháng gần đây, liệu ông ta vẫn duy trì quyền lãnh đạo chiến thuật hay chỉ đóng vai trò biểu tượng trong khi ẩn nấu và chạy trốn. Câu trả lời cho câu hỏi này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Hamas trong tương lai. Phản ứng của các tay súng Hamas còn lại như thế nào? cái chết của Sinwa có thể tác động theo hai hướng đối với các phần tử Hamas còn lại. Một mặt, nó có thể truyền cảm hứng cho họ tiếp tục chiến đấu quyết liệt hơn. Mặt khác, một số phần tử ôn hòa hơn trong tổ chức có thể xem đây là cơ hội để lùi bước và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Và cuối cùng, ảnh hưởng đến ban lãnh đạo Hamas ở nước ngoài. Cái chết của Sinwa cũng đặt ra câu hỏi về vai trò và ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo Hamas đang sống lưu vong tại các quốc gia như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ liệu họ còn giữ được ảnh hưởng đáng kể đối với các hoạt động của tổ chức tại Gaza hay không? Điều này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc quyền lực và quá trình ra quyết định của Hamas trong tương lai. Trong một động thái chuyển tiếp từ mặt trận Trung Đông sang Đông Âu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố gây chú ý về việc phát hiện vũ khí Nga hiện đại trong tay Hezbollah ở Nam Lebanon. Thông tin này được đăng tải trên tờ Le Figaro đã làm dấy lên lo ngại về sự vi phạm nghiêm trọng đối với các nghị quyết quốc tế và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Theo lời Netanyahu, trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự giới hạn ở Nam Liban, lực lượng quân sự phòng vệ Israel IDF đã phát hiện một mạng lưới đường hầm và kho vũ khí bí mật do Hezbollah xây dựng. Đáng chú ý, trong số vũ khí tịch thu được có nhiều loại vũ khí hiện đại nhất của Nga được sản xuất trong những năm gần đây. Thủ tướng Israel nhấn mạnh rằng, việc Hezbollah sở hữu vũ khí ở khu vực này là vi phạm trực tiếp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2006. Theo nghị quyết này, chỉ có quân đội Liban chính quy mới được phép trang bị vũ khí ở phía nam sông Litani, một vùng chiến lược quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, tại khu vực này, Hezbollah đã đào hàng trăm đường hầm và hầm bí mật, nơi chúng tôi vừa phát hiện một lượng lớn vũ khí Nga hiện đại nhất, Netanyahu tuyên bố làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của tình hình. Mặc dù vậy, Netanyahu cũng khẳng định Israel không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông nhấn mạnh mục tiêu chính của Israel là bảo đảm an toàn cho công dân của mình và ngăn chặn nguy cơ nổ ra cuộc chiến mới ở Liban. Tuyên bố của Netanyahu cũng hàm ý về nguy cơ xung đột nội bộ tại Liban giữa những người ủng hộ Hezbollah và những công dân phản đối chủ nghĩa khủng bố, cũng như các cuộc tấn công vào các quốc gia láng giềng. Một cuộc nội chiến mới ở Liban sẽ là một thảm kịch. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi không phải là khiêu khích. Israel không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, ông nói thêm. Điều đáng chú ý là mặc dù Netanyahu tránh trực tiếp cáo buộc Moscow cung cấp vũ khí cho Hezbollah, việc ông công khai nhấn mạnh về nguồn gốc vũ khí của Nga được tìm thấy cho thấy một sự thay đổi trong thái độ của Israel đối với chế độ Putin. Điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt trong quan hệ giữa hai nước. Nếu Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho Hezbollah, có thể dẫn đến một vụ bê bối quốc tế. Điều này cũng có thể khiến lãnh đạo Israel nhận ra rằng họ không chỉ đối mặt với chế độ giáo sĩ Iran, nhà độc tài Syria Assad, Hamas của Palestine và các chiến binh Liban, mà còn cả chế độ độc tài của Putin ở Nga. Tình hình này đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của Nga trong khu vực Trung Đông và có thể làm thay đổi cục diện địa chính trị trong tương lai. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến này và có thể sẽ có những phản ứng mạnh mẽ từ các cường quốc và tổ chức quốc tế trong thời gian tới. Trong một diễn biến mới nhất của cuộc chiến Nga-Ukraine, các nguồn tin từ Nga đã xác nhận việc một máy bay ném bom Su-34 của không quân vũ trụ Nga VKS bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine vào ngày 12 tháng 10. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đặc biệt do có thông tin cho rằng máy bay có thể đã bị bắn hạ bởi một tiêm kích F-16 của Ukraine, mặc dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Theo thông tin từ kênh Telegram Deutsche Spiona, một nguồn tin được cho là có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo Nga, đã cung cấp chi tiết về vụ tai nạn này, bao gồm cả thông tin về phi hành đoàn đã thiệt mạng. Kênh này đã công bố hình ảnh của một trong các phi công. Theo các nguồn tin, máy bay Su-34 bị bắn rơi thuộc Trung đoàn Không quân ném bom cận vệ 277, đơn vị quân sự 77983, đóng tại Krai Khabarovsk. Cả hai phi công trên máy bay đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này phi hành đoàn bao gồm phi công chỉ huy Trung úy Anton Leonidovich Nazarov có hình ảnh được công bố, tốt nghiệp trường không quân cao cấp Krasnodar KVV AUL năm 2019. Phi công dẫn đường Đại úy Alexander Evgenievich Belozerov. Việc công bố thông tin và hình ảnh của các phi công thiệt mạng là một động thái không thường thấy, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc và có thể là nỗ lực của phía Nga trong việc xác nhận thông tin và tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh. Đáng chú ý, mặc dù có thông tin lan truyền rộng rãi về việc máy bay Su-34 bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn không đối không phóng từ máy bay F-16, nguồn tin từ kênh Telegram này khẳng định rằng các liên lạc của họ trong quân đội Nga đã phủ nhận mạnh mẽ thông tin này. Tuy nhiên, họ cũng không thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến việc Su-34 bị rơi. Sự kiện này làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình hình chiến sự hiện tại tại Ukraine, đặc biệt là về khả năng phòng không của Ukraine và việc sử dụng các loại vũ khí tiên tiến trong cuộc xung đột. Nếu thông tin về việc F16 bắn hạ Su34 được xác nhận, đây có thể là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến, cho thấy sự gia tăng đáng kể về năng lực không quân của Ukraine. Việc mất đi một máy bay ném bom Su34 vốn được coi là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga, cùng với phi hành đoàn có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ là tổn thất đáng kể cho lực lượng không quân Nga. Điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược không kích của Nga trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột mở đầu bản tin của chúng ta ngay sau đây sẽ là một chiến công ấn tượng lực lượng vũ trang ukraine được cho là đã sử dụng vũ khí tầm xa do mỹ cung cấp để nhắm mục tiêu vào một căn cứ huấn luyện của quân đội nga thông tin này được đưa ra sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hậu quả của cuộc tấn công đoạn phim từ máy bay không người lái được chia sẻ trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh hàng loạt vụ nổ tại một địa điểm ở vùng Zaporizhia, đông nam ukraine nơi một phần đang bị nga chiếm đóng trong video có thể thấy binh lính và thiết bị quân sự trên mặt đất trước khi xảy ra nhiều vụ nổ đồng thời tạo ra những quả cầu bụi lớn. Tuy nhiên, đoạn video chưa được xác minh độc lập và thời gian ghi hình cũng chưa được xác định. Kênh Telegram Ukraine Division TVAS đã đăng tải video kèm theo dòng chú thích tiêu diệt nhân sự địch bằng cách tấn công căn cứ huấn luyện với hỏa tiễn chùm ATACMS. ATACMS là hệ thống hỏa tiễn chiến thuật do Lockheed Martin sản xuất cho quân đội Mỹ. Nó có thể được phóng từ bệ phóng M142 HIMARS và có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 290 km, cho phép lực lượng Ukraine tấn công sâu vào hậu phương Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên xác nhận vào tháng 10 2023 rằng lực lượng của ông đã sử dụng ATAC MS trên chiến trường chống lại Nga trong một chiến dịch được thực hiện rất chính xác, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó vào tháng 5, một đoạn video từ máy bay không người lái cũng được cho là ghi lại cảnh hàng chục binh sĩ Nga bị ATAC-MS nhắm mục tiêu ở vùng lưu hành Ukraine. Tài khoản X có tên CJ đăng tải đoạn video về vụ việc với nội dung Viện trợ của Mỹ cho Ukraine trông như thế nào? Xóa sổ một khu vực lưới ở Ukraine bị chiếm đóng. Và thêm rằng, trại huấn luyện của Nga bị tấn công bởi hàng trăm đạn con từ một hỏa tiễn ATAC-MS. Binh lính không được bảo vệ ở ngoài trời có ít cơ hội sống sót do sự phân tán và khối lượng mảnh đạn. Tuy nhiên, tài khoản X ủng hộ Ukraine có tên Special Kherson lại đề xuất rằng một loại vũ khí khác do Mỹ cung cấp có thể đã được sử dụng. Tài khoản này cho rằng cuộc tấn công ở Seporizia có khả năng cao hơn là cuộc tấn công bằng đạn chùm M30, vì Atec MS có nhiều đạn con hơn và sẽ bao phủ một bán kính lớn hơn. Dù vậy, việc sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công này cho thấy Ukraine đang tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng huấn luyện và bổ sung quân của Nga trong khu vực. Trong một diễn biến đáng chú ý gần đây, Điện Kremlin đã đưa ra tuyên bố về mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát ngôn viên của tổng thống nga vladimir putin ông dmitry peskov đã khẳng định rằng hiệp ước mới ký kết giữa hai nước này bao gồm sự hợp tác chặt chẽ trong mọi lĩnh vực an ninh tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại câu hỏi của giới báo chí về khả năng nga hỗ trợ cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên trong trường hợp xảy ra xung đột với hàn quốc ông peskov nhấn mạnh rằng các điều khoản trong hiệp ước đều rõ ràng và không cần giải thích thêm cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của nga đối với đồng minh đông á của mình Hiệp ước hợp tác chiến lược sâu rộng này được ký kết giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào mùa hè năm 2024. Quốc hội Nga đã phê chuẩn hiệp ước này vào ngày 14 tháng 10, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Theo ông Peskov, Moscow và Bình Nhưỡng sẽ dựa vào hiệp ước này để định hướng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã có phản ứng thận trọng đối với hiệp ước mới này. Theo nguồn tin từ Seoul, Hiệp ước chỉ quy định việc Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một trong hai nước bị tấn công. Điều này dường như nhằm giảm bớt lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự trong khu vực. Đáng chú ý, vào ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-hyun đã tuyên bố rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang chuẩn bị gửi binh sĩ sang Nga. Ngày hôm sau, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đóng cửa tất cả các con đường dẫn đến Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia quân sự không loại trừ khả năng, binh Nhưỡng đã gửi tới 10.000 binh sĩ sang Nga có thể tham gia vào các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp của Triều Tiên vào cuộc chiến xâm lược đang diễn ra ở Ukraine. Tổng thư ký NATO cũng đã lên tiếng về khả năng binh sĩ Triều Tiên tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, có thông tin cho rằng binh sĩ Triều Tiên đang tham gia vào các cuộc tập trận quân sự ở Viễn Đông Nga. Thưa quý vị, Đức điều máy bay chiến đấu nhằm vào máy bay do thám IL-20 của Nga trong vùng biển quốc tế ở biển Baltic giữa đảo Rugen của Đức và Bornholm của Đan Mạch. Theo không quân Đức, máy bay Nga bay mà không có liên lạc vô tuyến và kế hoạch bay. Đó là lý do tại sao hai máy bay chiến đấu Eurofighter đã được điều động từ sân bay rostock lazy của Đức để thiết lập liên lạc trực quan với kẻ xâm nhập. Nga thường sử dụng IL-20 để trinh sát vô tuyến, thu thập thông tin về các nước NATO. Trung bình trong hai năm qua, các máy bay chiến đấu của Đức cất cánh để thực hiện các hoạt động đánh chặn như vậy 3-4 tuần một lần vào tháng 8 năm 2024, văn phòng công tố thành phố Blensburg của Đức bắt đầu cuộc điều tra về chuyến bay của máy bay không người lái của Nga qua một nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động. Sự cố xảy ra cùng tháng đó tại một khu công nghiệp ở Schleswig Holstein. Máy bay không người lái bay với tốc độ cao trên khu vực. Ngoài việc nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động, còn có nhà ga LNG và các nhà máy hóa chất. Theo nguồn tin của Bill, cảnh sát trong khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động vì vùng cấm bay đã bị các máy bay không người lái quân sự vi phạm nhiều lần. Vào ngày 14 tháng 8, hai căn cứ quân sự ở Đức đã tạm thời đóng cửa do có thể bị phá hoại. Những người không rõ danh tính đã vào căn cứ không quân ở Kolodne, nơi họ có thể đủ độc nước trong hệ thống cấp nước tự trị. Căn cứ này là trụ sở của hạm đội không quân trực thuộc Bộ Quốc phòng Đức. Căn cứ thứ hai nằm ở thành phố Gelenkirchen và cũng có thể bị phá hoại liên quan đến ngộ độc nước uống. Gần đây, hoạt động của các điệp viên Nga ở châu Âu ngày càng tăng cường. Vào tháng 4, hai người đàn ông bị buộc tội ở Anh vì đốt một nhà kho chứa vũ khí cho Ukraine. Tại Thụy Điển, một cuộc điều tra đã được tiến hành về vụ phá hoại đường sắt do một nhà nước nước ngoài thực hiện. Tại Cộng hòa Séc, đặc vụ Nga đã cố gắng vô hiệu hóa hệ thống tín hiệu đường sắt. Tại Đức, vào mùa xuân, một công dân Nga và một công dân Đức đã bị bắt vì chuẩn bị phóng một hỏa tiễn nhà kho chở hàng cho Ukraine. Còn ở Estonia, tin báo Nga bị cáo buộc tổ chức hành vi phá hoại xe của các chính trị gia và nhà báo. Vào tháng 5, các cơ quan tình báo EU báo cáo rằng Nga đang chuẩn bị phá hoại ở châu Âu, bao gồm cả các vụ nổ và đốt phá. Liên minh châu Âu khi đó nhấn mạnh địa viên Nga bắt đầu hành động phối hợp và quyết liệt hơn trước. Ở một diễn biến khác trên chiến trường, một xe bọc thép chở quân của Nga đã tiến gần đến xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine và bị phá hủy bởi hỏa lực từ pháo 125 ly. Nhà báo Yuri Budrushov đã đăng đoạn video trên trang Telegram của mình vụ bắn nhầm xe bọc thép chở quân BTR-82A của Nga xảy ra ở khu vực Kursk trong cuộc tấn công của xe tăng Ukraine. Tờ phim này được ghi lại bằng máy bay không người lái trinh sát đang điều chỉnh hỏa lực của xe tăng T-64 thuộc lữ đoàn xe tăng độc lập số 17 của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau phát súng đầu tiên, xe bọc thép chở quân của Nga dừng lại. Tổ lái trên xe chiến đấu bắt đầu bỏ chạy hỗn loạn theo nhiều hướng khác nhau, sau khi phát bắn đầu tiên và xe địch bị vô hiệu hóa, xe tăng thứ hai đã bắn phát bắn kiểm soát khiến BTR-82A bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Không phải là hiếm khi quân đội Nga rời khỏi vị trí của mình trong tình trạng mất phương hướng và di chuyển về phía vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine. Ngoài ra, Nga còn thể hiện sự thiếu phối hợp ở hậu phương khi các đơn vị công binh không báo cáo việc hình thành các tuyến phòng thủ và lắp đặt các công trình chống tăng. Gần đây, quân đội Nga đã phải chịu tổn thất do việc lắp đặt răng rồng một cách thiếu tổ chức trên các tuyến đường công cộng ở khu vực Kursk. Theo quân đội Nga, việc lắp đặt các công trình chống tăng bằng bê tông diễn ra trái phép và trên con đường được sử dụng để luân chuyển và di chuyển của lực lượng tình nguyện. Do những nỗ lực vội vã trong việc tổ chức các tuyến phòng thủ và xây dựng công sự, quân Nga đang thực hiện chúng một cách thiếu tổ chức và không thông báo cho các đơn vị lân cận về hoạt động của mình. Một số chỉ huy quân sự Nga đang cố gắng chuyển trách nhiệm cho các cơ quan đặc biệt của Ukraine và trình bày những sự cố này như là hành động phá hoại. Tuy nhiên, cần nhiều hơn một đơn vị thiết bị kỹ thuật để vận chuyển và thậm chí còn cần nhiều hơn nữa để lắp đặt các đơn vị như vậy. Thưa quý vị, trong một diễn biến đáng chú ý trên chiến trường Nga-Ukraine, pháo phản lực tos 1 a Nga đã bắt đầu sử dụng đạn có tầm bắn gấp 2 lần nguyên bản giúp giảm bớt nguy cơ bị drone Ukraine tập kích. Phóng viên chiến trường Nga Alexander Kos đã đăng video từ thiết bị bay không người lái cho thấy pháo phản lực nhiệt áp tas 1 a tập kích vị trí của quân đội Ukraine. Thời gian và địa điểm ghi hình cụ thể không được tiết lộ. Đây là hình ảnh đầu tiên cho thấy tổ hợp tas 1 a khai hỏa loại đạn mới. Tôi sẽ không nêu đặc tính kỹ thuật của nó vì thông tin chưa được công bố. Tuy nhiên, tầm bắn và diện tích bao phủ của loại đạn này đã tăng lên đáng kể, phóng viên Nga cho hay. Cox nói rằng hệ thống tass 1A nguyên bản chỉ đạt tầm bắn 6 km, buộc các kiếp vận hành vượt quãng đường 3 đến 4 km để tới vị trí khai hỏa và dễ hứng chịu hỏa lực của đối phương. Loại đạn mới này giúp tổ hợp tass 1A không phải chịu rủi ro lớn như trước. Các đơn vị tham chiến tại mặt trận Kubensk thuộc tỉnh Kharkiv đánh giá cao ưu điểm này, ông nói. Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga trên Telegram cho biết, rocket mới của tass 1A Nga có tầm bắn tối đa 15 km, gấp 2,5 lần so với phiên bản gốc. Điều này giúp các tổ hợp pháo phản lực lùi xa tiền tuyến, tránh xa nguy cơ hướng đoàn tập kích của drone tự sát Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Truyền thông Nga tháng 11 năm 2022 đưa tin ông Transmas, doanh nghiệp chế tạo hệ thống Tras 1A đã nâng cấp tổ hợp này nhằm tăng tầm bắn và độ chính xác, cũng như hiện đại hóa một số thiết bị và đơn giản hóa quá trình nhắm mục tiêu. Denis Petrov, kỹ sư trưởng của Armstrong Mass, nói rằng chương trình nâng cấp bắt nguồn từ thực tế chiến trường khi pháo tas 1 a ngày càng hiện diện nhiều ở khu vực tiền tuyến, thay vì chỉ ở tuyến sau làm nhiệm vụ yểm trợ như thiết kế ban đầu. Liên xô phát triển tas 1 a Buratino được mệnh danh là pháo phun lửa từ cuối những năm 1970 và biên chế các tổ hợp đầu tiên vào năm 1988. tas 1A được trang bị cụm 24 ống phóng cỡ nòng 220 ly lắp trên khung thân xe tăng chủ lực T-72. Biến thể TAS-1A được biên chế cho quân đội Nga từ năm 2001, ứng dụng nhiều cải tiến như tăng tầm bắn, bổ sung máy tính đường đạn và đặt trên khung gầm xe tăng T-90. Nhà sản xuất sau đó cũng đã chế tạo hàng loạt phiên bản mới như TAS-2 và TAS-3, tập trung tăng khả năng cơ động và thu gọn cùng ống phóng. Khi quả đạn nhiệt áp của TAS 1A tới khu vực mục tiêu, liều nổ sơ cấp sẽ kích hoạt và phát tán hỗn hợp nhiên liệu dễ cháy dưới dạng đám mây liều nổ thứ cấp sẽ kích nổ đám mây, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ cùng sóng xung kích và vùng chân không có khả năng hút cạn khí oxy ở xung quanh. Cơ giới này khiến uy lực của đạn nhiệt áp tăng lên khi phát nổ trong môi trường kín như tòa nhà hay chiến hào. Bộ Quốc phòng Anh từng nhận định tos 1 a có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến những người chịu ảnh hưởng của vụ nổ thiện mạng vì bị bỏng và tổn thương nghiêm trọng cơ quan nội tạng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Mô Lê Phan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.